Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay lại Big Game Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game thuộc thể loại nhẹ nhàng game Thánh Kiếm H5 trên nền của MU nha các bạn ơi. Một con game chơi được trên Android, iOS, PC, laptop, iPad, ai biết gì đó ha. Ok, thì con này chơi không cần cài đặt nha các bạn. Một con game nhẹ, giải trí cho anh em nào thích sự nhẹ nhàng ha. Mà ngoài cổ, ngoài cổ là sao? MU là có vào lâu lắm rồi. Ngày xưa là các bạn nhớ không? MU Trống Đồng đồ, MU Hà Nội đồ ha. Ôi, giờ thì em nó đã lên trên điện thoại rồi ha. Đó, mà chơi không cần cài đặt nữa. Nghe nói cái bản ngày xưa đồ này nọ, MU đồ này nọ đã lên được bản nguyên bản của nó luôn. Y chang như bản ngày xưa chơi PC luôn. Hôm nào đi kiếm cho các bạn sau. Còn hiện tại thì chúng ta giải trí nhẹ với con này ha. Trên kênh thì chắc là chắc là nhiều anh em là quá quen thuộc với con game này trên kênh của Heo rồi. Đó, rất nhiều phiên bản và đây là một trong những phiên bản mà ngon. Đến với thông tin server coi, hình như là open server rồi hay gì á. Đây, Thánh Kiếm open S4 14 giờ ngày 12 tháng 8. Vừa open luôn à. Đây, chơi ngay tại h5thanhkiếm.com và trị giá 3 triệu xu, 100 triệu kim cương. Đó, uầy, 100 triệu nhưng mà chắc vẫn là like, share, comment nhận được thêm 50 triệu nữa rồi. Monberwood gì nè, rồi Salatin gì nè, cánh rồi áo rồi sách gì nọ nọ. Đây, ba code. Rồi gift code khi tham gia group Zalo Thánh Kiếm cộng đồng game văn minh sẽ nhận code Zalo và code ngày. Anh em tham gia ở phía bên dưới. Này, khuyến mãi chào mừng S4 nhân 3 khi nạp mỗi giá trị. Gift code nè ha, like, share, comment nhận được 50 triệu kim cương. Music Sa 5 rương UR, S-VIP 10. Thêm một nhóm là được 2 triệu kim cương. Đua top lực chiến nhận được 200 triệu kim cương. Rồi rương UR VIP 4 50 rương, VIP 3 50 rương, VIP 2 50 rương, VIP 1 50 rương. Đó, là 200 rương đó. Ngoài ra còn còn gì nữa không ta? Đây, sự kiện quay số may mắn gì nữa nè. Đây, ok. Này bài open. Cái này đây. Sự kiện quay số may mắn lâu lâu sẽ có, tham gia là được 20 triệu, không cần đoán đúng hay sai gì lụm hết. Đúng thì được thêm 100 triệu. Hả, sai thì lụm 20 triệu. Sự kiện đua top nạp nữa hả? Top 1 kim cương nhân 1 tỷ. 100 đồ UTR tùy chọn 30 thẻ A-Ship EX 1000. Gì 1000 ức hả? Rồi bộ Nguyễn Hồn hả? Cộng một danh hiệu độc nhất. Ok. Quá trời luôn các bạn ơi. Đây đây đây, rất nhiều rất nhiều. Ok. Rồi. Đi nhập code và quẩy hơi nào. Đâu rồi, để nhập code cái đã, coi quà cáp cái nào. Đây. Đây, nhập code nữa. Thánh Kiếm nè, lụm. Rồi ở đây ở đâu rồi? Thánh Kiếm 999 lụm luôn. Đó. Gồm có 3 cái code nha các bạn ơi. Đây. Rồi, quà quá trời luôn. UR, UTR gì tùm lum nè. Đó. Ui. Đó, 50 triệu kim cương ha, tha hồ mà úp tướng. Này, UR đó. Rồi XR. Rồi một cây cung. Rồi, giờ là quẩy thôi chứ còn gì nữa giờ. Gán lên đây. Trong thời gian nó chạy ải chạy boss thì chúng ta đúng rồi, chịu khó chạy, đánh hơi, cài hơi lên S-VIP 6 cái cơ tính. Này, Nguyễn Hóa, này, Nguyễn Hóa tới đâu đây? Nguyễn Hóa tới con
Wow, bộ quyển hóa cũng mới luôn nha các bạn ơi, hỗ trợ nè. Đó. Rồi hần ma, rồi đây hần ma, Poseidon luôn nha, Athena luôn. Rồi thú pet đấy, thú cưỡi đấy. Đây, con này mới nhất nè. À, ok ok, rồi rồi rồi, được luôn, không phải các bản ngày xưa. Này, bản này cũng gọi là mới. À, đây đăng nhập nhận cái này thì chúng ta mới lên được SVIP UR được cái kiểu con đà điểu ha. Rồi. Đây, mở. Nhận thêm được một mớ đồ nữa. Rồi. Giờ thì mới vô mở được thần binh đồ nè. Đó, kích cánh đồ lên. Tách đồ lên. Giờ coi nguyễn hóa của nó coi. Đây. Ok, cánh mới nè. Ồ. Vũ khí mới, cánh mới đồ. Đó. Ôi, chúng ta cũng được một cái cánh mới hả? Nè. À, cũng được. Ok ok. Rồi thời trang, thần trang hồi nãy cũng có một cái, hình như là nó ở mé dưới rồi. Ok. Đây có bộ của mình nãy nè. Rồi cái này sách ha. Đó. Rồi, nói ở đây thì anh em biết cách chơi rồi hả? Giờ heo trải nghiệm game và nâng lực chiến lên đây. Cách nâng lực chiến nhanh nhất cho 50 triệu và 100 triệu thì các bạn cứ nâng con pet bảo vệ với lại hỗ trợ lên ha. Trên sân đó,
为你的傲慢付出代价。 见了你的末日。